ngoài tay nói yêu lắm. Có như này nè, nè 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 nè. Hello hằng nhau, chào mẹ nhé mẹ. Yêu lắm đấy, nè. Hello, my girls. Hello. Rồi, đã tới giờ rồi. Ok, tới giờ rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu học nha. Chỉ mới có hai bạn thôi. Hello, Hoàng Anh. Bật mic lên nào con. Lên. Rồi, bật cam lên nè. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu bài mới nha các bạn. Sách của chúng ta ra nè. Hôm nay cô sẽ dạy cho các bạn bài học đầu tiên của cuốn sách Families and Friends National Edition nha. Ok, đúng rồi. Cuốn màu vàng đó thì chúng ta sẽ học, bắt đầu học từ bài Starter, bài đầu tiên ha. Ok, Hoàng Anh bật cam lên. Rồi, đây là cuốn chúng ta sẽ bắt đầu học ha. Ok. Thì cuốn sách lần trước cô dạy các bạn á, thì cô đã chỉ các bạn một vài từ thì chắc hẳn các bạn cũng đã biết rồi đúng không? Rồi, bây giờ cô sẽ chỉ lại cho các bạn nha. Nhớ nha. Hồi trước Tết thì chúng ta đã học cái cuốn sách màu xanh kia. Và bây giờ thì bắt đầu từ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học cuốn sách màu vàng này cho đến suốt năm luôn nha. Ok. Rồi, bài đầu tiên là bài Starter, là bắt đầu ha. Chủ đề là Hello, xin chào. Ok, lesson 1. Ok, các bạn, do you remember this girl? Các bạn có nhớ bạn này tên là gì không nè? Ok, mời bạn Anh Thư. Bạn này tên là Rusty. Yes, đúng rồi. Con sẽ trả lời là It is Rosie. It's Rosie. Yes. Rồi, bạn này Hoàng Anh nhớ không con? What có. Is his name? Dạ có. Rồi, bạn này tên gì nè? It's Tim. Đúng rồi, it's Tim. Rồi, bạn này biết thì giơ tay lên nha. Raise your hand. Ok, có thấy bạn Anh Thư giơ tay trước nè. Bạn đấy là Billy. Yes, it's Billy. Rồi, it's Billy. Ok, rồi bức hình này thì hai bạn này đang như thế nào? Đang vẫy tay và nhìn đối mặt với nhau thì chúng ta sẽ, đó là gì nè, có nghĩa là xin chào thì chúng ta sẽ nói là mời bạn Anh Thư. Xin chào nói là hello. Ok, đúng rồi. Hoàng Anh tập trung nè con. Ok, rồi khi hai bạn này quay lưng đi và vẫy tay thì chúng ta sẽ nói là goodbye, phải không nè Hoàng Anh? Đọc theo cô, goodbye. Dạ thưa cô, goodbye. Ok, good. Rồi bây giờ cô mời bạn Hoàng Anh đọc lại cho cô nha. Đọc lại cho cô tên của những bạn này, 4-5 bức hình này nha. Đọc lại nào. Dạ thưa cô là Rosie, Tim, Billy. Hello. Goodbye. Ok, very good. Rồi, mời bạn Anh Thư. Anh Thư đọc lại nào.
Rusty, Tim, Billy, Mitch, hay là goodbye. Okay, very good. Rồi. Tiếp theo, chúng ta nhìn vào bức tranh này. Các bạn có thấy ai đây không? Đây là những bạn nào? Bạn nào nè? Hoàng Anh. Dạ thưa không cô là bạn Kim, Billy, Rosie. Rồi, chính xác. Đúng rồi. Ok, các bạn này đang vẫy tay với nhau thì các bạn đó sẽ nói như thế nào? Vẫy tay và nhìn nhau. Nghĩa là xin chào, chúng ta sẽ đọc như thế nào nè? Hello. Yes, ok. Rồi. Ok, thì những cái từ này cũng khá là đơn giản ha. Cô đã dạy các bạn trong cuốn sách kia rồi. Chúng ta sẽ đi nhanh qua hôm nay nha. Rồi, lesson 2. Lesson 2, Rama and Song. Ok. Bài Rama and Song thì cô sẽ cho các bạn nghe một bài hát nha. Ok, bài hát. Mời các bạn nghe ha. Đây, cô sẽ bắt lại từ đầu cho các bạn nghe đây nha. Các bạn đã thấy trên màn hình chưa? Các bạn có thấy trên màn hình không nè? Trả lời giùm cô, Minh Hư. Anh Hư. Con thấy rồi. Rồi, ok. Listening. Listen and point. Rosie. Tim. Billy. Hello. Hello, teacher. Goodbye. Hello. Listen and repeat. Rosie. Tim. Billy. Hello. Goodbye. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghe bài hát nha. Rosie, Tim, Billy. Rosie, Tim, Billy. Hello. Listening. 5. Listen and repeat. What's your name? I'm Rosie. Listening. 6. Listen and sing. Hello, hello. What's your name? I'm Rosie. I'm Rosie. Hello, hello. Hello, hello. What's your name? I'm Tim. I'm Tim. Hello, hello.
cộng cho tên của mình nha. Rồi, ví dụ như anh Thư. Anh Thư nè. Bạn đợi cô một tí nha. Dạ. Con về nhà má ba chưa? Rồi. Ok. Rồi, cô mời bạn anh Thư nè. What's your name? My name. Phan Thư. Ok. Bảo Châu. What's your name? My name is Bảo Châu. Yes. Very good. Hoàng Anh, what's your name? My name is Đỗ Hoàng Anh. Okay. Rồi, chúng ta học sang bài phần tiếp theo nha. Listen and point. Bài tập số 2, listen and point. Đây, các bạn nhìn bức tranh đầu tiên ha. Bức tranh đầu tiên thì có teacher and student, là chúng ta sẽ có cô giáo và học sinh. Chúng ta sẽ nói như thế nào? Listen to your teacher. Listen to your teacher. Listen to your teacher có nghĩa là lắng nghe cô giáo của bạn hoặc là lắng nghe giáo viên của bạn. Ok. Bức hình số 2. Stand up. Bức hình số 2 có nghĩa là stand up. Stand up. Có nghĩa là đứng lên. Ok. Stand up có nghĩa là đứng lên. Bức hình số 3. Sit down. Sit down. Sit down có nghĩa là ngồi xuống ha. Ok. Next. Bức hình thứ 4. Raise your hand. Raise your hand. Ok, khi mà các bạn muốn phát biểu thì các bạn thường làm gì nè? Khi các bạn cô hỏi những các bạn những câu hỏi thì các bạn muốn phát biểu thì các bạn phải giơ tay các bạn lên ha. Thì tiếng Anh chúng ta sẽ nói như thế này. Raise your hand. Raise your hand. Ok, bức hình thứ 5. Các bạn thấy như thế nào? Có 3 bạn đứng xếp thành một hàng. Chúng ta sẽ nói là line up. Line up. Đây, line up có nghĩa là xếp thành một hàng. Ok. Rồi. Cô sẽ nói lại nha. Bức hình đầu tiên. Đây, các bạn học sinh này đang lắng nghe, chú ý đến cô giáo giảng bài, lắng nghe giáo viên. Có nghĩa là listen and repeat. Listen to your teacher. Rồi, các bạn có thấy được dòng này không? Listen to your teacher. Đây, listen là lắng nghe. Your là của. Teacher là cô giáo hoặc là thầy giáo. Như là lắng nghe cô giáo hoặc thầy giáo của bạn nha. Ok. Mời một bạn đọc lại. Cô mời một bạn đọc lại. Bạn nào muốn đọc lại cụm từ này nè, giơ tay lên. Bảo Châu. Con thưa cô là đây, chúng ta sẽ đọc là listen to your teacher. Con thưa cô là listen to your teacher. Ok, đó có nghĩa là gì? Con thưa cô là lắng nghe cô giáo giảng bài ạ. Yes, đúng rồi. Next, hình thứ 2. Con thưa cô là stand up.
Đúng rồi, stand up. What is mean? What is mean? Có nghĩa là con cho cô lực đứng ạ. Đúng rồi, đứng lên. Ok, thank you Bảo Châu. Rồi, bức hình thứ 3 nè. Cô mời một bạn. Cô mời một bạn nói cho cô bức hình số 3 chúng ta sẽ nói như thế nào. Mời bạn Anh Thư. Là sit down. Mời bạn Anh Thư. Đúng rồi, sit down. Sit down. Ok, what is this mean? Sit down có nghĩa là? Là gì Anh Thư? Anh Thư ơi, sit down, what is this mean? Sit down có nghĩa là ngồi ạ. Đúng rồi, sit down có nghĩa là ngồi xuống, ok. Rồi, bức hình thứ tư nè, có nghĩa là gì nè Anh Thư? Bạn này muốn phát biểu, bạn này giơ tay lên, chúng ta sẽ nói như thế nào? Raise your hand. Raise your hand. Đúng rồi, chúng ta sẽ nói là raise your hand. Raise your hand. Ok, thank you. Bức hình thứ năm. Bức hình thứ năm nè, cô mời bạn Hoàng Anh. Yes, cô là light up. Yes, light up. Light up, what is it mean? Có nghĩa là? Có nghĩa là gì nè? Yes, cô, có nghĩa là giơ tay. Không, light up. Cái bức hình này nè con, giơ tay là raise your hand. Bức hình này thì các bạn đâu có giơ tay đâu, các bạn làm gì? Dạ thưa cô, là xếp thành một hàng. Yeah, xếp thành một hàng. Chúng ta sẽ nói là line up. Line up. Line up. Ok. Very good. Rồi Anh Thư, con muốn phát biểu cái gì nè? Con muốn phát nói gì nè? Cô mời Anh Thư. Con chưa bật mic nè. Mít lên. Ok, chúng ta qua phần tiếp theo nha. Rồi, phần tiếp theo các bạn nhìn vào sách giáo khoa của mình. Sách giáo khoa của mình trang 6 nha. Lesson 3. Lesson point and write. Ok. Đố các bạn từ này chúng ta sẽ đọc như thế nào? Yeah. Đây, từ này chúng ta sẽ đọc như thế nào đây? Đâu? Đây, từ này. Con. Rồi, Anh Thư. Là A. Rồi, là từ này chúng ta sẽ đọc là A. A. Ok. Letter A and so A. Từ A. Từ A. Apple. Sao con? Apple. Những cái từ này, ví dụ như là từ này là quả, là chúng ta sẽ đọc là apple. 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 Yes. Từ bạn này, bạn tên là Annie. Annie. Ok. Bức hình số 3, bạn Annie, bạn cầm một quả táo thì chúng ta sẽ nói thế nào? Chúng ta sẽ nói là Annie has apple. Ok, Annie có Annie, một quả táo ha. Annie an apple. Annie has. Annie has an apple. Yes, cô sẽ viết lên đây nha. Annie. Annie has an apple. Ok. Đây, các bạn thấy không nè?
Rồi, Annie has an apple. Annie. Rồi. Cô mời một bạn đọc lại nè. Đọc lại. Đọc lại cho cô từ này, từ cái từ này nè và ba bức hình này nha. Mời một bạn. Bạn nào? Raise your hand. Raise your hand. Rồi, anh Thư. Raise your hands. No. Raise, con có nghĩa là con đọc lại cho cô từ này, từ A này nè và ý nghĩa của ba bức hình này nha. Cô vừa giải thích rồi đó. Ok. Vâng. Đọc lại. Apple. Annie. Annie. It's apple. Annie. 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 Has an apple. An apple. Annie, Annie has an apple. Yes. Thank you. Mời bạn Hoàng Anh. Hoàng Anh. Rồi, Hoàng Anh đọc cho cô lại nha. Từ này và cho cô là apple. Annie. Annie and apple. No, Annie has an apple. Annie has an apple. Yes. Có nghĩa là Annie có một quả táo. Ok. Rồi, khá là đơn giản ha. Rồi, point the letter A and stick. Rồi, các bạn nhìn vào hàng này, các bạn nhận diện cho cô từ nào là từ A nè. Từ nào? Bảo Châu. Con thưa cô là... Từ này có phải là từ A không? Con thưa cô là không ạ. Này có phải là từ... Con thưa cô là có ạ. Rồi, từ này. Dạ. Từ này có phải là từ A không nè? Con thưa cô là có. Rồi, ok. Next, tiếp theo. Rồi, chúng ta qua phần lesson 4 nha. Lesson 4 là numbers. Numbers có nghĩa là những con số thì cô cũng đã chỉ các bạn rồi. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ ôm lại thôi ha. Rồi, các bạn đọc chút, nhìn vào những bức hình này. Các bạn sẽ, đây là một quả táo. Chúng ta sẽ nói là one apple. Đây là có mấy quả táo đây nè? Hoàng Anh. Hoàng Anh. How many apples are there? Dạ, thưa cô là... Dạ, thưa cô là... Two. Yes. Khi chúng ta muốn nói là có hai quả táo thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Two apples. Two apples. Rồi, chính xác. Khi chúng ta muốn nói năm quả táo, chúng ta sẽ nói như thế nào? Two, five. Yes, five apples. Five apples. Rồi. Yes. Mời anh Thư nè. Chúng ta, nếu chúng ta có 10 quả táo, chúng ta sẽ nói như thế nào? Ten. Ten apples. Ten apples. Yes. Bảo Châu, nếu chúng ta có 8 quả táo, chúng ta sẽ nói như thế nào? Con thưa cô là 8 apples. Ok, very good. Rồi, chúng ta next luôn nha. Đây, quá dễ, các bạn đã biết rồi. Các bạn. Rồi, lesson 5.
sounds and letters. Rồi, các bạn nói cho cô từ này. What is this letter? Từ này là từ gì? Tiếng Anh mình sẽ đọc như thế nào nè? Anh Thư. Là B ạ. Đúng rồi, P. Rồi, bắt từ P này chúng ta có những từ vựng như sau. Nghĩa là point. 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 Cái con nhìn vào hình, cái con đoán được point có nghĩa là bạn, con trai ha. Đây là con trai là point. Point. Yes. Rồi, tiếp theo. Từ này chúng ta sẽ đọc là pat. 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 Yes, pat có nghĩa là gì nè, bạn nào biết? Pat có nghĩa là gì? Con. Bảo Châu. Bảo Châu. Con thưa cô là cái gậy bóng chày. Đúng rồi, cái gậy bóng chày. Ok. Rồi. Bạn rồi bức hình số 3. Cậu con trai này đang cầm một cây gậy bóng chày, chúng ta sẽ nói như thế nào? The boy with run pad. Rồi, mời anh Hương nè. The boy with a pad. Yes, very good. Rồi, Hoàng Anh đọc lại cho cô từ này. Dạ, thưa cô là bees. Okay. Đây, từ này. Dạ, thưa cô là boy. Yes, boy nghĩa là cậu, con trai ha. Rồi, từ này. Bat. Bat nghĩa là gậy đá bóng chày. Chính xác. Rồi, bức hình số 3. Như thế nào? Chúng ta sẽ đọc như thế nào? Ta nói như thế nào? The boy with a pad. A boy with a pad. Yes. The boy là cậu con trai with a pad. Có nghĩa là với cây gậy bóng chày. Ok. Next. Rồi, cô sẽ cho các bạn nghe nãy giờ nghe ha, nghe luyện nghe những gì chúng ta đã học nãy giờ nha. Right. Các bạn đã thấy trên màn hình chưa nè? Cô đã bắt qua video rồi đó, các bạn thấy chưa? Thấy rồi thì nói cho cô biết nè. Con. Thấy chưa con? Con thấy rồi ạ. Rồi, listening 8. Listen and point. Letter A. 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 Apple. A. Annie. Listen and repeat. Apple. Ah, Annie. Nine. Ah, ah, ah. Apple, apple, apple. Annie has an apple. Ah, ah, ah. Ah, ah, apple. Listening 10. Listen, point, and repeat. Two. Listening 11. Point. One, 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 one,
Listen and point. Let... Rồi chúng ta nghe những từ nghe từ be nha. Nghe những từ vựng có bắt đầu bằng từ be. Okay. Letter B. 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 Boy. B. Bat. Hat. Listen and repeat. B. Boy. B. Bat. Listening 13. Listen and chant. B. 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 A boy with a bat. A boy with a toy. A boy with a hat. Hoàng Anh, Thư, anh phải boy with hat. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nghe phần bài Listen Lesson 6 Story, câu chuyện ha. Đây các bạn có thấy lật sách ra trang, các bạn lật sách ra trang 9 nha. Rồi chào đi. Bài này, các bạn nhìn vào bài này nè, miêu tả giùm cô nha. Đây các bạn này đi đến lớp. Rồi, cô mời các bạn nghe nha. The story. Hello, I'm Miss Bell. What's your name? Các bạn đợi một tí nha. Ngay không hơi yếu. Trời ơi, có hai bạn là anh. Có rất nhiều bạn đấy thế. Hello, I'm Miss Bell. What's your name? I'm Tim.
And what's your name? I'm Rosie. And what's your name? Bee. Bee? Hello, Bee. Billy. Oh, Billy. Goodbye, Billy. Bye. Okay, đó là lesson 6 của chúng ta. Chúng ta nghe, cô mời các bạn nghe lại nha. 12. Cô sẽ dừng vào mỗi đoạn và các bạn sẽ đọc lại và dịch cho cô cái đoạn thoại thoại đó nha. 12. Okay, nghe. Hello, I'm Bell. Đây. Hello, I'm Miss Bell. Hello, I'm Miss Bell. Ok, có nghĩa là gì nè? Anh Thư đọc lại giùm cô. Hello, I'm Miss Bell. Hello, I'm Miss Bell. Rồi, con dịch ra giùm cô nha. Nghĩa là xin chào, tên của cô là cô Bell. Nè, đọc đi con. Xin chào, tên của cô là cô Bell. Ok. Xin chào, tên của cô là cô Bell. Ok. Hello, I'm Miss Bell. What's your name? I'm Tim. And what's your name? I'm Rosie. And what's your name? Bee. Bee? Hello, Bee. Billy. Oh, Billy. Goodbye, Billy. Bye. Ok, các bạn vừa nghe xong bài story, phần story của bài lesson 6. Ok, đây các bạn nhìn vào bức hình này nha. Đây, cô này bức hình số 1, picture 1. Đây, các bạn này đến lớp thì cô Bell đã nói gì nè? Cô Bell đã tự giới thiệu bản thân mình và cô Bell đó là hello, I'm Mrs. Bell. Đây. Tiếp theo, cô Bell đã hỏi là what's your name? Ok, what's your name? Là tên của các bạn là gì? Thì bạn hai bạn Tim và Rosie đã giới thiệu là I'm Rosie, I'm Tim. Tên của tôi là Rosie, tên của tôi là Tim. Và đây bức hình số 3. Cô Bell đã hỏi tên của bạn Pearly và bạn này trả lời là I'm P, nhưng mà bạn này còn nhỏ thì bạn ấy chỉ nói là P thôi, thì hai bạn này đã nói lại là Pearly. Ok, bức hình số 4 thì là goodbye Pearly. Ok, khá là đơn giản ha, các bạn đã nhớ từ vựng chưa nè? Rồi, qua bài học này thì các bạn đã học được những từ như là hello, goodbye. What's your name? Huh? Yeah. Okay. Rồi, chúng ta cùng làm bài tập nha. Cô sẽ chuyển sang qua phần sách bài tập. Rồi, các bạn có sách bài tập không nè? Đây. Con có. Rồi, chúng ta lật sách bài tập qua nha. Các bạn đã làm bài tập chưa? Con có. Rồi, các bạn mới vào nè, cô thấy bạn Trúc Giang. Cô em quên, không biết lịch thế là giờ mới vào ạ. Dạ, không sao ạ. Rồi. Hôm nay em học thử đấy ạ. Bạn Trúc Giang, bạn bật cam lên, nhờ phụ huynh bật cam lên giùm em cho bạn dễ học nhé.
cô đang bật mà. Dạ bên của em không thấy à. Bọn em em đang bật cam đấy cô. Nào. Dạ ok. Được chưa ạ? Dạ bình thường rồi ạ. Rồi hello Trúc Giang. Cô giáo kìa. Hello Trúc Giang. Ok, khi cô chào con thì con phải chào lại cô nha. Con sẽ nói là hello teacher. Dạ. Rồi, con nói đây nè. Hello teacher. Hello teacher. 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 Teacher có nghĩa là giáo viên, cô giáo. Rồi, con nói lại hello teacher. Rồi, Trúc Giang, what's your name? Trúc Giang, what's your name? Trúc Giang ơi, con trả lời cho cô nè. What's your name? What's your name? Không, con sẽ trả lời là my name is, cộng cho tên của con nha. My name is Trúc Giang. Lặp lại nè, my name is Trúc Giang. My name is Trúc Giang. Hello, con lặp lại đi nè, cô đang chỉ con cách đọc đó. My name is Trúc Giang. My name is Trúc Giang. Rồi. How old are you? Trúc Giang, how old are you? Con bao nhiêu tuổi? Con 6 tuổi. Ok, 6 tuổi. 6 tuổi chúng ta sẽ trả lời là I'm 6 years old. Tại sao cô lại lại cô bảo lại ở vùng gió mặt trời ở mẹ? Trúc Giang. Con sẽ trả lời là I'm 6 years old. I'm 6 years old. Ok. Rồi, con đã được học và làm quen tiếng Anh trước đó chưa? Con biết đếm số từ 1 đến 10 không? Bằng tiếng Anh nè. Ok, bây giờ để tránh mất thời gian thì các bạn học xong rồi á, tiếp tục học, chúng ta sẽ nói những cái từ thích hợp. Đây, bạn nào được làm được bài tập này, ví dụ nhé. Đây cô ví dụ là bạn Tim. Đây bức hình này bạn Tim. Làm được. Rồi, mời bạn Anh Thư con làm cho cô bài thì nha. Rồi, hình số 2 con sẽ nói với ai nè? Nói. Số 2 con Anh Thư. Với bạn Rosie. A B C. Yes, APC, con nói với từ nào? APC. APC. Đây, con sẽ nói là hai mai hai. A. Rồi, chính xác. Hai A. Rồi, số 3. Con sẽ nói với ai nè? Con sẽ nói với bạn Billy ạ. Đúng rồi, Billy. Ok, very good. Tiếp theo, chúng ta làm bài tập số 2, match. Rồi. Đây. Bài này có câu sẽ nói với ạ, nói như thế nào nè. Bạn nào làm được? Con. Hoàng Anh nha. Mời Hoàng Anh.
Rồi, số 2 con nói với A, B, C. Con nói với từ nào nè? Đoán xem nào. Đây, ví dụ nha. Bức hình số 1, ta nói với bạn Tim. Hình số 2. Bức hình số 2 là... Rosie, Tim hay là bạn Billy? Dạ, tôi cô là Tim. Tim hả? Tại sao là Tim? Bức hình số 2 là bức hình này nè. Đây. Đây, con sẽ nói bạn nào với bạn trong ba bạn này? Dạ, thưa cô là nói với là bạn Rosie. Tại sao? Tại sao là nói với bạn Rosie? Đây, cái con thấy họ bên đây là bạn chỉ có bạn Billy thôi, thì chúng ta sẽ nói với bạn Billy nha. Đây, nói Billy, thấy chưa? Vậy mới hợp lý nha. Nếu như con nói với bạn Rosie thì nó không có hợp lý, ok. Rồi, bức hình số 3 con nói với bạn nào nè? Hoàng Anh. Bức hình số 3 con nói với bạn nào? Dạ thưa cô là bạn Billy. Tại sao là bạn Billy? Dạ thưa cô là bạn Rosie. Rồi, đúng rồi, Rosie. Đây, tại vì bạn Rosie, bạn này bạn đứng đầu tiên nè. Thì chúng ta sẽ nói với bạn Rosie nha. Đây, ví dụ ra bức hình số 1 bạn Tim, bạn đứng ở đầu thì đầu tiên thì chúng ta sẽ nói với bạn Tim bên cột bên đây nha. Con hiểu chưa? Ok, next. Rồi, tiếp theo. Turn and say. Ví dụ, listen to your teacher. Đây, số 1. Bạn này, bạn số 1, bạn học sinh số 1 này nè, đề là listen to your teacher. Bạn này đang lắng nghe giáo viên nha. Rồi, bây giờ cô sẽ hỏi bạn Bảo Châu. Bức hình số 4. Bạn học sinh số 4 đang làm gì? Con thưa cô, bạn học sinh số 4 đang raise your hand ạ. Đúng rồi. Bạn số 4 đang raise your hand. Chính xác. Rồi. Rồi, raise your hand có nghĩa là gì? Con thưa cô là giơ tay ạ. Chính xác, giỏi lắm. Rồi, bước bạn bạn số 2 nè. Bạn số 2, bạn nào biết? Con. Rồi, con mời bạn Anh Thư. Bạn đấy đang xem đào ạ. Đưa đây. Bạn ấy đang làm gì? Bạn đấy đang đứng ạ. Đúng rồi, đứng thì chúng ta sẽ nói là stand up. Stand up. Yeah, stand up là đứng lên. Ok. Rồi. À. Cô mời bạn. Bạn Anh. Bức hình số 3 bạn này đang làm gì con? Hoàng Anh. Dạ. Rồi, bức hình con nhìn vào bức hình số 3 đây. Bạn học sinh số 3 này đang làm gì? Bạn ấy đang kéo ghế ra chuẩn bị làm gì nè? Đang chuẩn bị ngồi học. Rồi, chúng ta sẽ nói tiếng Anh ngồi xuống nghĩa là. Cô đã chỉ rồi nghĩa là sit down. Sit down. Okay, lặp lại. Sit down.
Ok. Rồi, bức hình số 5. Bức hình số 5. Hai bạn này đang làm gì? Cô mời bạn Trúc Giang. Trúc Giang ơi. Mấy bạn số hai bạn số 5 này đang xếp hàng, xếp thành một hàng. Thì chúng ta sẽ gọi là line up. Cô là hai bạn xếp hàng để đi vân rác. Đúng rồi, thì chúng ta sẽ nói là line up, có nghĩa là xếp thành một hàng nha. Line up. Đọc theo cô, line up. Line up. Bạn Trúc Giang đọc nhanh lên nè, line up. Line up. Ok. Anh xếp thành một hàng chúng ta đọc thế nào? Hoàng Anh. Dạ. Xếp thành một hàng chúng ta sẽ đọc như thế nào? Dạ thưa cô là line up. Ok. Rồi, chính xác. Chúng ta qua bài tập số 3 nha, lesson 3. Sounds and letter. Rồi phần này thì các bạn về nhà tự làm nha. Các bạn sẽ lấy bút chì của mình vẽ lên những từ A nha. Ở đây có chữ A hoa và chữ A thường. Phần này các bạn tự làm nha. Rồi phần số 3 thì các bạn cũng làm như thế luôn. Các bạn sẽ đồ theo những cái từ này ha. Rồi bài tập số 4. Cô nhỉ, bài tập số 4 này. Ok. Rồi. Ví dụ nha, bài tập số 4. Từ này có nghĩa là apple, nghĩa là quả táo. Thì từ đầu tiên của quả táo là từ A. Thì các bạn sẽ nói từ A vào từ quả táo nha. Hình quả táo. Ok. Oh sorry các bạn nha, cô vừa bị out. Ok, chúng ta tiếp tục nha. Rồi. Chữ any, bài chữ any này thì bắt đầu bằng chữ từ nào nè? A hay R B? A or B? Rồi, Bảo Châu. Con thưa cô là A à. Chính xác. A. Rồi, hình này. Hat. Gậy bóng chày. A or B? Hoàng Anh. Rồi, Hoàng Anh. Dạ thưa cô là B. Chính xác nha, P. Rồi, từ này. Từ
này chúng ta sẽ nói từ A qua B. B. Rồi, P nha. Yes, B. Rồi, quả táo. A qua B. Dạ, thưa cô là ice. Rồi, chính xác. Cô nói rồi nha. Đây, ok, good. Rồi, tiếp theo phần lessons for number. Phần này các bạn tự làm nha. Các bạn sẽ điền cái chữ số vào cái chữ số vào những hàng này sau. Rồi. Và phần bài tập số 3 này các bạn sẽ tô màu lên những cái chữ số này nha. Phần này các bạn về nhà tự làm. Tiếp theo. Con mệt hả? Dạ. Mình vẫn chưa hết giờ mà. Chưa hết giờ nha con. Dạ. Rồi, ok. Phần lesson 6 story là câu chuyện. Đây, cô vừa cho các bạn nghe trong phần video đó. Ok. Rồi, giờ các bạn sẽ nói lại những từ này nhé. Đây. What is his name? What is his name? Mời bạn nào biết tên của bạn này là tên là gì? Bảo Châu. Con thưa cô tên là Rosie. Đúng rồi, bạn nữ là Rosie. Mời bạn nam tên là gì? Trúc Giang. Con thưa con không biết. Rồi. Bạn nam tên là Tim. Đọc theo cô, Tim. Trúc Giang đọc theo cô, Tim. Tim. Chính xác. Rồi, bạn nữ là Rosie. Rosie. Yes. Rồi, cô giáo. Cô giáo tên là Mrs. Bell. Mrs. Bell. Đọc theo cô, yeah, Mrs. Bell. Ok, bạn này tên là Pearly. Pearly. Yes. Rồi, ok. Rồi, point and say, chỉ và nói nha. Ok, chúng ta sẽ luyện nói nè. Khi chúng ta gặp ai đó, chúng ta nói xin chào, chúng ta sẽ nói như thế nào? Trúc Giang. Xin chào là gì? Hello. Hello. Đúng rồi. Tạm biệt. Chúng ta sẽ nói như thế nào? Goodbye. Yes, very good. Rồi, cô vừa dạy các bạn xong phần bài starter, bài starter ha, chủ đề hello, cũng như là trong sách bài tập luôn. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học tiếp qua phần tiếp theo nha. Đây. Unit 1. What color is it? Con xin cô cho con nghỉ. Con nghỉ hả? Rồi, ok. Các bạn đi vệ sinh hay là đi toilet gì đó 5 phút rồi các bạn quay lại nha. Con mệt. Không là các... Được không? Ok, rồi các bạn... Nếu như bạn nào bạn... Rồi bạn nào muốn nghỉ sớm thì các con ao nha. Hôm nay con mệt. Dạ. Rồi bạn nào nghỉ con sớm mệt thì cô. Rồi hôm nay con rồi. Mệt. Rồi các bạn nghỉ sớm đi nha. Bạn Trúc Giang ở lại cho cô nha. Goodbye. Goodbye teacher. Bạn Trúc Giang ở lại, cô sẽ. Goodbye teacher. Goodbye. Rồi, hello Trúc Giang.
từng học tiếng Anh về chữ cái cũng như là số đếm chưa nè? Bật mic lên. Biết lên nào con, biết đếm số từ 1 cho đến 10 bằng tiếng Anh không? Số 10 bằng tiếng Anh. Dạ. Đếm đi. Đếm mình đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, very good. Rồi, tiếp theo. Đếm cho cô, con đếm cho cô chữ cái nha. Chữ cái bằng tiếng Anh. Cái chữ cái bằng tiếng Anh. A, T, A, B. Rồi, con đợi cô share màn hình nha. Cô sẽ share chữ cái bằng tiếng Anh cho con đọc nha. Cô ơi, cái tiếng quạt nó kêu nó ồ ồ lắm, khó nghe lắm cô ạ. Đấy, chắc bình quỳnh. Giang đọc cho cô những chữ cái này nha. A, B, C, dạ. A. Yes. B, C. D. 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 E. E. Z. It. I. J. K. L. M. N. O. B. Q. A. F. T. U. V. W. W. S. 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 Y. V. Từ này chúng ta là đọc là Z nha. Z. 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 Đọc lại Z. Rồi, ok, coi như là bạn Trúc Giang đã biết đếm được các con số từ 1 đến 10 và đọc được chữ cái tiếng Anh cơ bản là tốt rồi ha. Ok, thì trước Tết á, các bạn vừa học chung với con á đã trước con khá lâu, cho nên là bây giờ nếu mà con muốn học thì các con phải học tiếp theo các bạn, thì các bạn cũng học được những cái cụm từ tiếng Anh như là xin chào, tạm biệt, tên, hỏi tên của nhau và trả lời tên của mình. Rồi bây giờ cô sẽ hỏi thử nha, thử xem con biết nha. Ok, Trúc Giang, what's your name? Trúc Giang, what's your name? Không, con phải trả lời. Cô hỏi là con phải trả lời bằng tiếng Anh. Cô đang hỏi là con tên là gì thì con trả lời tiếng Anh là cái gì? Con chưa biết được con trả tiếng Anh. Cô ơi, con chưa học cô ạ. Cô ơi, con chưa học cô ạ. Rồi, vậy là con chưa học. Ở trường con cũng chưa học tiếng Anh. Rồi, ok. Rồi, Kim. Chúng ta muốn trả lời tên của tôi là gì? Ví dụ tên của tôi là Trúc Giang. Chúng ta sẽ trả lời là My name is Trúc Giang. My name is
Trúc Giàng. Trúc Giàng. Ok. Rồi, ok. I think that's enough today. Rồi, tiếp theo nữa nha. Con, how old are you? How old are you? Con bao nhiêu tuổi nè? Mình sẽ trả lời là tôi 6 tuổi thì tôi bạn con phải trả lời là I am 6 là gì? I am 6. 6, yes. How? I am 6 hoặc là I am 6 years old. Rồi đọc lại nè. I am 6 years old. I am 6. Oh. Years old. Okay. Good. Rồi chúng ta hỏi là bạn có khỏe không? Bạn có khỏe không? Chúng ta sẽ hỏi là how are you? How are you? Khi chúng ta nói là tôi khỏe, cảm ơn bạn, thì chúng ta sẽ nói như thế nào? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Okay. Rồi. Okay, I think that's enough today. Cho em gặp bạn phụ huynh của bạn Trúc Giang đi ạ. Vậy thì sau phần test kiểm tra thì em thấy bạn đã bạn biết được những cơ bản là biết được chữ cái với số đếm và những cái từ cụm từ kia thì bạn vẫn chưa biết. Thì chị mua sách màu cuốn màu vàng Family and Friends rồi có gì thì chúng ta em sẽ dạy bạn thêm phần những cái nội dung trong sách đó là sau nha. Và em sẽ nếu mà được sao á chắc là bạn Trúc Giang sẽ học với ở những cái lớp khác. Dạ. Yeah. Đúng rồi, tại vì cái lớp này thì em đã dạy lâu rồi á, các bạn cũng đã biết khá nhiều mà bạn Trúc Giang thì mới vào cho nên là đợt sau thì em sẽ nói lại với thầy Giang là cho bạn xếp bạn Trúc Giang vào lớp khác nha chị. Dạ, em cảm ơn. Tại vì là em ấy chưa học tí gì đâu cô ạ. Dạ. Chưa biết tí gì tiếng Anh đâu, chẳng qua là học mót thôi. Dạ dạ, em hiểu dạ. ạ. Rồi, có gì là em sẽ xếp cho bạn theo đúng trình độ ở tiếng Anh hiện tại của bạn, có gì để bạn theo kịp và phù hợp hơn hả chị? Dạ, ok. Dạ. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Con chào cô. Rồi, goodbye. See you tomorrow. Bye bye. Rồi, ok. Bye. Rồi, out đi con. Out đi con.